Mới đây, trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn ra mắt câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi. Tham dự có bà Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, bà Dương Triết Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và lãnh đạo thị trấn Ốc Eo. Câu lạc bộ có 23 thành viên là cán bộ, giáo viên nhà trường và học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9. Thông qua hoạt động của mô hình này sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ em có thể tự bảo vệ bản thân, đồng thời góp phần hỗ trợ chính quyền, các ban ngành địa phương, nhà trường và phụ huynh học sinh thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Mô hình này còn là một sân chơi, một diễn đàn thực sự bổ ích dành cho trẻ em trên địa bàn thị trấn, có thêm nơi sinh hoạt, giao lưu, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp ngoài các buổi học chính khóa tại trường. Trong đó tập trung chia sẻ thông tin kiến thức bổ sung về tâm lý lứa tuổi giới tính, thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, bồi dưỡng các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, qua đó tạo sự thay đổi tích cực về thái độ nhận thức và hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là vấn đề xâm hại tình dục, các vấn đề về sức khỏe sinh sản và kết hôn ở trẻ em. Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi là một mô hình của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.